Các video mang tính chất từ thiện, giúp đỡ người khó khăn thường nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vì lẽ đó, có không ít TikToker đã lợi dụng điều này để tìm cách tăng lượt xem. Gần đây, đoạn clip TikToker N làm từ thiện nhưng sử dụng từ ngữ phản cảm đã vướng phải chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng. Trong đoạn clip bị chỉ trích, TikToker liên tục sử dụng những câu nói khiến người nghe khó chịu. Hello, xin chào bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn, nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn, chúc bà nhiều sức khỏe, vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu. Tuy có hành động giúp đỡ nhưng thái độ và cách nói chuyện của TikToker mang đến cảm giác thiếu tôn trọng, thậm chí có phần miệt thị người nghèo. Ngay sau khi nhận về hàng ngàn lượt bình luận tiêu cực, nam TikToker đã lên tiếng phản hồi và xin lỗi. Tất cả video từ thiện đều là từ tâm của tôi, trước khi được quay tôi đều xin phép những người được quay. Những ai theo dõi tôi từ lâu đều biết nội dung của tôi là cục xúc đi làm từ thiện hoặc đánh giá với một tâm thế của người đi ăn. Nội dung làm từ thiện là do tôi chủ đích muốn làm theo kiểu vui tươi, vui vẻ và không có sự buồn phiền. Bởi vì đã thấy người ta nghèo rồi nên tôi cũng không muốn khóc lóc hay có những giọt nước mắt trong đó. Đoạn clip có hơn 4,6 triệu lượt xem trước khi bị xóa khỏi nền tảng TikTok. Nhiều người cho biết N chỉ đang cố tình tạo nội dung bẩn để câu tương tác. Việc lợi dụng từ thiện để tạo danh tiếng cho bản thân của TikToker này đã bị tẩy chay mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết sẽ không sử dụng dịch vụ từ các nhà hàng, tiệm cà phê, quán ăn mà TikToker này hợp tác. Người mẫu Lê Thúy chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, mình từ chối mua, sử dụng dịch vụ của bất kỳ thương hiệu, quán ăn nào chọn bạn N, đánh giá cho đến khi bạn thực sự thay đổi tư duy và những nội dung thu hút rẻ tiền. Không có từ ngữ nào để nói về cách bạn đang làm cho xã hội xấu xí. Cộng đồng TikTok nếu vẫn cứ giữ những nội dung như vậy thì suy đồi đạo đức trầm trọng. Khi mạng xã hội phát triển và trở thành không gian sinh hoạt thứ hai của con người, việc sử dụng nền tảng này để kiếm tiền dần trở nên phổ biến. Nhiều bạn trẻ như TikToker N sẵn lòng thực hiện những nội dung mang tính phản cảm để hút người xem về phía mình. Ngoài ra, có không ít người xây dựng nội dung một cách qua loa, vô bổ hoặc cố tình đi ngược quy chuẩn để tạo ra nét riêng nhưng chỉ làm xấu đi bộ mặt xã hội.